dẫn ra cửu điểm thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2018 chính xác nhất. Ngày 11 tháng 7, Bộ Giáo dục Đào tạo sẽ công bố điểm thi, kết quả thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2018 và chậm nhất đến ngày 15 tháng 7, các sở giáo dục đào tạo hoàn thành xét công nhận tốt nghiệp Trung học Phổ thông sơ bộ. Đến hết ngày 10 tháng 7, các tỉnh thành sẽ phải hoàn tất công việc chấm thi kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2018 và gửi kết quả về Bộ Giáo dục trước ngày công bố điểm thi 11 tháng 7 năm 2018. Nhiều tỉnh thành đã hoàn thành công tác chấm thi và gửi kết quả thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2018 về Bộ Giáo dục Đào tạo. Các thí sinh dự thi kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2018 có thể tra cứu điểm thi từ cổng thông tin chính thức của Bộ Giáo dục Đào tạo theo địa chỉ sau https://thisinh.thi.thbtquocgia.edu.vn. Sau đó nhập số báo danh và họ tên thí sinh để tra điểm thi Trung học Phổ thông 2018. Cũng tại website này, thí sinh có thể đưa ra thông tin tuyển sinh hay thay đổi nguyện vọng xét tuyển vào các trường đại học cao đẳng, hoặc thí sinh có thể tra cứu điểm thi Trung học Phổ thông 2018 bằng cách truy cập vào cổng thông tin của các sở giáo dục đào tạo của 63 tỉnh thành. Hiện một số địa phương đã công bố thông tin về địa chỉ tra cứu điểm thi và hướng dẫn thí sinh các thao tác để tra cứu điểm thi một cách nhanh và chính xác. Cách 1. Mở trên dịch Internet Firefox Go Chrome, gõ vào địa chỉ sau điểmthi.bacninh.edu.vn để đăng nhập vào trang thông tin tra cứu điểm thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2018. Thí sinh nhập số báo danh và các thông tin theo yêu cầu để nhận kết quả thi của mình. Cách 2. Đăng nhập vào cổng thông tin điện tử của Sở Giáo dục Đào tạo các tỉnh. Ví dụ, thí sinh tại thành phố Hồ Chí Minh tra cứu điểm thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2018 tại website hochiminh.egu.vn. Thí sinh tại Hà Nội tra cứu điểm thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2018 tại web hanoi.egu.vn. Sau đó tìm đến mục tra cứu điểm thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2018 hiển thị trên cổng thông tin, thí sinh nhập số báo danh và các thông tin theo yêu cầu để nhận kết quả thi của mình. Dự kiến ngày 17 tháng 7 công bố kết quả xét công nhận tốt nghiệp Trung học Phổ thông, chậm nhất là ngày 20 tháng 7, các trường phổ thông cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, trả học bạ và các loại giấy chứng nhận cho thí sinh, in và gửi giấy chứng nhận kết quả thi cho thí sinh. Sau khi biết điểm thi Trung học Phổ thông 2018, từ ngày 19 tháng 7 đến ngày 26 tháng 7, thí sinh có thể thực hiện thay đổi nguyện vọng xét tuyển vào các trường đại học cao đẳng năm 2018 khi truy cập vào cổng thông tin thí sinh.thi.htbtquocgia.edu.vn. Sau khi biết điểm thi Trung học Phổ thông 2018, thí sinh có thể phúc khảo bài thi và thay đổi nguyện vọng xét tuyển vào các trường đại học cao đẳng 2018. Cách phúc khảo điểm thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông. Theo quy chế thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông, nếu muốn phúc khảo bài thi của mình, thí sinh sẽ phải nộp đơn phúc khảo kết quả bài thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2018 tại chính nơi thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp. Sau khi tiếp nhận đơn xin phúc khảo của các thí sinh, Sở Giáo dục Đào tạo sẽ tập hợp danh sách đề nghị phúc khảo và gửi danh sách đề nghị phúc khảo đến các hội đồng thi. Thời gian tiếp nhận đơn phúc khảo trong vòng 10 ngày kể từ khi công bố điểm thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2018. Sau thời gian 15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo, hội đồng thi sẽ công bố và gửi kết quả phúc khảo cho thí sinh. Thầy Trần Mạnh Hùng, tôi đã khóc khi làm đề toán. Thầy Trần Mạnh Hùng, giáo viên trường Trung học Phổ thông Lương Thế Vinh, Hà Nội, chia sẻ trên Facebook câu chuyện ông không thể làm hết đề toán trong vòng 90 phút thu hút sự chú ý trên mạng. Chia sẻ với zin.vn, thầy Tùng cho rằng đề thi khó sẽ tác động ngược đến việc dạy và học, bài viết thể hiện quan điểm của tác giả. Làm vật vã 90 phút không xong đề thi toán. Sau khi kết thúc thời gian thi môn toán Trung học Phổ thông Quốc gia, tôi đã làm mã đề 106, tôi trừ 35 phút cho 35 câu đầu. Vì các đề thi tương tự, tôi làm hết các câu trong khoảng thời gian đó. Từ câu 36 đến câu 40, tôi mất 30 phút, trong đó có câu mất 5 phút, có câu mất 10 phút.
tôi tiếp tục làm câu 41 đến câu 45 trong trạng thái rất căng thẳng và mất 30 phút. Làm xong câu 45 thì hết thời gian. Nhìn 5 câu toán còn lại, tôi bật khóc vì thương các em thế hệ học sinh lứa 2000. Tôi là giáo viên đã va chạm nhiều với đề thi mà còn trải qua cảm xúc này, không biết các em ở lứa tuổi 18 sẽ nghĩ như thế nào. Tôi thương các em đã quần quật cả năm trời nhưng đề toán làm khó các em quá, đề thi dài, nhiều câu bài tự luận ngày xưa làm hùng hục cũng mất 10 phút mới xong, đề dài thì không tuyển được người giỏi. Học sinh nếu mất 45 đến 60 phút cho 30 câu đầu, chỉ có thể là Tôn Ngộ Không mới quật được 15 câu tiếp theo trong khoảng thời gian 30 phút còn lại. Đề thi có 10 câu cuối khó và có yếu tố lạ gây khó khăn cho học sinh, độ khó cũng tăng lên rất nhiều so với đề thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2017, chỉ có khoảng 5 câu thực sự khó, khoảng 15 câu bấm máy tính ra đáp số, rất nhiều câu có thể thử lại đáp án. Đề toán năm 2018, rất ít câu bấm máy tính ra ngay đáp số, đề cũng hạn chế câu hỏi, có thể làm ngược lại, thử lại đáp số. Một số câu hỏi thực tế có điểm chưa hay vì chỉ là câu bịa ra, thiếu tính thực tế và kiểm nghiệm khoa học, các câu này chưa đòi hỏi tư duy gì nhiều mà chỉ áp dụng công thức có sẵn. Với những điểm trên, tôi thương các em vì đây mới là môn thứ hai, gần 1 triệu thí sinh sẽ mất tinh thần, ảnh hưởng tiêu cực đến các môn tiếp theo. Đề không phù hợp kỳ thi, 2 trong 1. Không chỉ có tôi, nhiều học sinh sinh năm 2000 thất vọng và một số em bực khóc sau khi bước ra khỏi cổng trường, có ý kiến cho rằng đề khó hay dễ không quan trọng, bởi khó chung dễ chung nhưng đó chỉ là một phần. Những đồng nghiệp của tôi chia sẻ trên báo chí và mạng xã hội rằng đây là đề hay, vừa sức thì tôi không hiểu họ đóng vai trò học sinh hay các thầy đi thi. Tôi không hiểu các thầy nhận xét khách quan hay tự nâng mình lên. Tôi không biết các thầy đã sáng tay để làm chưa, bên dưới là những bình luận tuyệt vọng. Sâu xa hơn, đề thi khó sẽ tác động sâu hơn với những người trong cuộc, học sinh lứa 2001 và giáo viên sẽ gặp áp lực lớn để ôn tập sao cho phù hợp đề thi. Để tham gia kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia, các em phải làm ít nhất 6 môn thi. Kỳ thi năm 2019 dự kiến có thêm cả kiến thức lớp 10. Nếu đề bài tương tự thế này, các em chắc chắn sẽ bị quá tải, đạt 7-8 điểm cũng phải học thêm bạc mặt. Đề thi cổ suý cho việc học thêm vô tội vạ ngoài nhà trường. Điều này cả xã hội không ai mong muốn, đi ngược tinh thần, giảm áp lực học tập và thi cử. Ngoài ra, đề thi năm nay khiến học sinh khá, giỏi cũng không đủ thời gian làm bài, chỉ số ít học sinh trường chuyên lớp chọn mới làm được. Một đề thi như vậy không hợp kỳ thi cho mục đích hay trong một. Nói một đằng, làm một nẻo. Năm 2016, một thứ trưởng giáo dục và đào tạo nói thí sinh chỉ cần học trong sách giáo khoa là làm được bài. Nếu như vậy, tôi đoán học sinh không vượt qua mốc 3 điểm với đề thi năm nay. Ngày 24 tháng 1, Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra đề minh họa rất khó. Các trường trung tâm đua nhau ra đề khó, có những câu đọc lời giải chi tiết đến thầy cũng không hiểu. Đáng tiếc, đề của Bộ Giáo dục và Đào tạo lại dựa trên những tinh túy ấy. Ngày 27 tháng 4, đại diện Cục Quản lý Chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo nói đề thi chính thức sẽ được điều chỉnh độ khó so với đề tham khảo để sát với năng lực học sinh, nhưng thực tế đề thi thật lại khó hơn đề minh họa. Bộ Giáo dục và Đào tạo cần nhìn lại đề thi năm nay rất khó và nên giảm độ khó, chứ không phải cách nói khó là chuyện đương nhiên như trong buổi họp báo sau kỳ thi. Ngoài ra, Bộ Giáo dục và Đào tạo cần công bố đề thi minh họa sớm cho kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2019 ngay từ bây giờ để xã hội không bị áp lực. Năm 2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo giới thiệu 3 đề thi minh họa thử nghiệm, tham khảo, học sinh và giáo viên rất thuận lợi ôn tập. Năm 2018, Bộ rút xuống chỉ còn một đề thi khiến giáo viên và học trò lúng túng. Bộ cũng cần công bố rõ cấu trúc của đề thi, bởi nếu học mà không cấu trúc sẽ gian truân vô cùng, không hiệu quả. Từ trước đến nay, các kỳ thi quốc tế đều có cấu trúc rõ ràng, công khai và minh bạch. Còn kỳ thi của chúng ta lúc nào cũng học tất cả các kiến thức, nếu không sẽ là cắt xén chương trình. Nếu những nhược điểm trên không được khắc phục, năm học tới, thầy và trò lứa 2001 sẽ bạc mặt ngay từ đầu năm học, rồi cũng chẳng để làm gì. Rơi nước mắt với thư gửi bố sau mùa thi.
kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2018 đã khép lại, nhưng dư âm vẫn còn đó. Hiểu được nỗi niềm của phụ huynh và học sinh, thầy giáo Tôn Sĩ Dũng đã viết nên bài thơ Thư gửi bố sau mùa thi gây xúc động. Tuần vừa qua, gần 1 triệu sĩ tử cả nước đã bước vào kỳ thi căng thẳng, kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2018. Ngoài những thông tin bên lề thì tin tức về đề thi, đáp án các môn thi cũng đã được cập nhật liên tục. Tuy nhiên, đề thi cũng vấp phải những ý kiến tranh luận trái chiều, người cho rằng đề dễ nhưng cũng có người nhận định đề khó. Hiểu được tâm tư của phụ huynh và học sinh, mới đây thầy giáo Tôn Sĩ Dũng trường Trung học cơ sở Võ Xán Bình Định đã viết nên vần thơ có tựa đề Thư gửi bố sau mùa thi. Bài thơ nói lên những lời xin lỗi của con vì đã khiến bố phiền lòng, lo lắng cùng con trong suốt mùa thi, nhưng kết quả không như kỳ vọng. Chia sẻ với phóng viên, thầy Tôn Sĩ Dũng nói, tôi viết bài thơ này muốn chia sẻ cùng phụ huynh và học sinh về kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2018 vừa qua, đồng thời muốn nhắn gửi họ dù kết quả thế nào cũng đừng buồn mà hãy nhìn về tương lai. Nickname Thanh Nguyên sau khi đọc xong bài thơ đã chia sẻ bài thơ đầy xúc động, phản ánh sự chân thật, nỗi lòng của cha mẹ và các sĩ tử mùa thi đại học vừa qua. Được sự đồng ý của tác giả, chúng tôi trích nguyên văn bài thơ xúc động này. Thư gửi bố sau mùa thi, lời đầu tiên con xin lỗi bố. 12 năm bố mưa nắng giải dầu, đã cùng con ngồi thắt trắng đêm thâu, lo canh cánh ngủ quên rồi bỏ học. Mùa thi qua giờ này con còn khóc, sợ bố buồn con chẳng nói thật đâu. Trong hết giờ con làm được mấy câu rồi khoanh vội, bố ơi đừng hy vọng. Trời đổ mưa, phòng thi hầm hập nóng, bố đừng buồn, con chỉ biết cầu may. Mùa thi qua khóe mắt vẫn cay cay, những đồ thị gập ghềnh như con sóng, những biến đổi ngoằn ngoèo trong vô vọng. Người lớn rồi sao làm khổ chúng con, là học trò con đâu phải siêu nhân. Đọc bài giải đến giờ con không hiểu, con đã cố nhưng phải đành cam chịu, đáp án đúng sai bài toán cuộc đời